Xin chào quý các bạn, trên hình các bạn để thấy để chọn bộ linh kiện của Sky A910 đã có mặt tại didongcaocap.vn. Và đây là phần loa trong, loa nghe gọi của Sky A910. Được thiết kế hơi khủng hoảng một chút là nó hàn trên mên của máy như này. Sau đó khi mà quý hàng gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong của Sky A910, lỗi hỏng, nghe rè, nghe nhỏ, nghe chập chờn cũng được cũng không, thì buộc phải tháo máy ra và thay loa trong này. Phần loa trong của Sky A910 luôn có sẵn tại các địa chỉ của didongcaocap.vn. Do đó quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của didongcaocap.vn, chúng tôi sẽ tiến hành thay mới cho việc các bạn. Phần loa trong này rất là đơn giản thôi, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 750 99 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.